Tết này tan cửa nát nhà khi phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ. Những ngày cuối năm muôn vàn công việc phải lo toan, vậy mà tôi lại biết được sự thật kinh hoàng của chồng với người yêu cũ. Tôi năm nay 38 tuổi, cái độ tuổi đằm thắm và thoải mái khi gia đình đã bớt đi những khó khăn, chuẩn bị bước vào giai đoạn trung niên đầy tự do khi các con đã lớn. Tôi vẫn tự hào lắm về gia đình bé nhỏ của mình. Một cuộc hôn nhân của tôi thật mãn nguyện. Cách đây 13 năm, chúng tôi yêu thương thắm thiết, cứ như thể trời sinh một cặp. Đích đến của tình yêu là một đám cưới đầm ấm của hai gia đình. Đến bây giờ, cả hai vợ chồng tôi có thu nhập ổn định, có nhà có cửa đàng hoàng và có cả số tiền tích lũy để lo cho các con sau này. Chúng tôi đã có hai con, đứa lớn học lớp 6, đứa út cũng vào lớp 1. Hai đứa con của tôi khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ và rất lùm bùm bọc nhau. Dù chưa thực sự thành công, giàu có gì, nhưng nhiều lúc ngồi một mình, tôi chợt nghĩ đến cuộc sống đúng như là mơ. Các bạn của tôi, nhiều người vẫn còn dậm lận đận lắm. Còn tôi thì thấy tự hào, hài lòng về gia đình của mình. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi xứng đôi vừa lứa, ông trời khéo sắp đặt. Mà cũng đúng thật, vợ chồng tôi rất hòa hợp, yêu thương nhau. Chưa bao giờ tôi giận cãi cọ. Khi tôi nóng thì chồng tôi lại nguội lại và ngược lại. Tôi giận thì chồng tôi làm lành, vỗ về, chiều chuộng. Trong đời sống vợ chồng, anh ấy luôn quan tâm, thường xuyên làm công việc như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, lau dọn nhà cửa. Thế mà đùng một cái tôi biết được tin sét đánh chồng có bồ. Tôi sốc, không thể nào tin được đó là sự thật cho đến khi tận mắt đọc tin nhắn hay xem những hình ảnh của chồng tôi với nhân tình mà tôi đã cất công nhờ người theo dõi hộ. Qua tìm hiểu tôi được biết họ là mối tình đầu từ thuở sinh viên, cả hai yêu nhau thắm thiết, lãng mạn đến mức tưởng chừng không thể tách rời. Cả hai từng giữ lời thề sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cưới nhau. Tuy nhiên, cuộc tình đẹp ấy bị ngăn cản bởi gia đình nhà cô ta cấm cản, còn bắt ép cô ta đi du học nước ngoài, cắt đứt liên lạc với người yêu. Họ gặp nhau trong lần hội hội khóa cách đây hơn một năm, cả hai đã nói lại tình cũ và chồng tôi đã phản bội lại vợ con. Bồ của chồng tôi đã trải qua cuộc hôn nhân, hiện đang là mẹ đơn thân. Dù hai người họ gặp gỡ kín đáo, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi phát hiện cho dù vỏ bọc của chồng yêu thương vợ con rất hoàn hảo. Biết được chồng có bồ, nhiều người khuyên tổ chức đánh ghen, bắt quả tang và dạy dỗ cho cặp đôi một bài học. Nhưng tôi thì thấy mệt mỏi, thất vọng lắm. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó và ám ảnh về chuyện đó. Tôi định rằng sau khi công việc cuối năm hết bận, cũng là dịp Tết, tôi sẽ nói chuyện với chồng và bàn về chuyện ly hôn. Tôi rất thương tụi nhỏ, không muốn tụi nó chịu cảnh bố mẹ chia lìa, nhưng tôi không thể níu kéo cuộc hôn nhân với người chồng phản bội, dứt tình ly hôn chồng. Tôi làm vậy có đúng hay không? Mời bạn lắng nghe đôi dòng tâm sự thứ hai có tựa đề: Lần đầu đến nhà bạn trai, lúc về mẹ anh đốt giấy đuổi vía, tôi cười khẩy nhắn tin chia tay. Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường, công việc tạm ổn với mức lương trung bình khoảng 18 triệu một tháng. Mặt mũi cũng khá ưa nhìn chứ không đến nỗi nào, chỉ có điều tôi lùn, cao 1m52, bạn bè xung quanh nhận xét tôi hiền như cục đất, giỏi giang vì khéo tay nấu ăn ngon. Người yêu tôi cao 1m75, mặt mũi sáng sủa và lương cũng quanh quẩn khoảng 20 triệu. Luận về gia thế, anh hơn mình vì nhà anh ở thành phố. Nói chung nhà có điều kiện lắm. Yêu nhau một năm thứ bảy vừa rồi là lần đầu tiên tôi về ra mắt bố mẹ anh. Hứa hẹn nhiều lần rồi mà nay mới qua được. Trước khi tới, tôi biết ý mua ít trái cây nhập khẩu và một chai rượu bố biếu bố mẹ anh trở là quà ra mắt. Lúc nhận quà, bác gái niềm nở đón lấy. Không dám quý quá hóa mới nhận được quà của cháu, yêu một năm rồi mà giờ mới ra mề về ra mắt. Tôi sượng trân vài giây, nhưng vẫn cố gắng gặn ra một nụ cười kẻ thất lễ. Lúc ngồi nói chuyện, bố mẹ anh cũng hỏi tôi những câu cơ bản như mọi người hay được hỏi khi lần đầu về ra mắt thôi. Chẳng hạn như cháu đang làm gì, bố mẹ làm nghề gì, trong nhà có mấy chị em. Nhưng tôi để ý, khi tôi trả lời bố mẹ ở quê chỉ làm công nhân viên chức bình thường, thì thái độ bố mẹ bạn trai khác hẳn, sau đó nói chuyện với kiểu nhắc gừng. Lúc nấu nướng, mình có xuống bếp phụ giúp, nhưng nói đúng hơn là một mình tôi cân tất,
vì mẹ bạn trai ngồi tiếp chuyện với dì mới qua chơi. Còn hai cô em gái của bạn trai tuy bằng tuổi tôi nhưng không biết làm cái gì cả, luộc tí rau còn không nên. Trong lúc ra sau nhà nghe điện thoại, tôi may mắn nghe được câu chuyện của mẹ bạn trai và dì anh. Tôi chán với con bé thằng Hùng, đưa về nhà quá dì à, không có cảm tình chút nào, nó lùng tịch một mẫu, đứng với thằng Hùng trong lệch lắm. Gia đình lại bình thường, chắc cố đeo bám thằng Hùng để lấy hộ khẩu thành phố đây mà. Chứ con trai chị cao ráo sáng sủa, lương ổn định thì thiếu gì người theo. Qua hôm nay chị phải bảo lại với thằng Hùng để nó dứt điểm với con bé này mới được. Sau đó tôi kéo bạn trai ra một góc nói chuyện thẳng thắn luôn, rằng tôi đã nghe được hết đoạn hội thoại giữa mẹ anh và dì rồi. Không ngờ anh chẳng an ủi tôi được một câu, ngược lại còn bên mẹ anh chậm chậm. Mẹ nói thế nhưng không có ý gì đâu, mẹ đâu bắt anh phải chia tay em ngay lập tức, em cứ quan trọng hóa vấn đề lên. Vậy hóa ra tôi nên viết biết ơn mẹ vì mẹ anh còn lịch sự với tôi trong lần đầu ra mắt, chứ không phải là đuổi thẳng tôi ra cửa hay bị bắt chia tay luôn khi nói chuyện vì lùng, vì gia thế không bằng anh hả? Lúc đó tôi rất muốn bỏ về luôn, nhưng vì tới bữa ăn rồi bỏ đi lúc này không phải phép, nên tôi vẫn cố nín nhịn ăn xong mới về. Quá lại dù gì cũng là công sức tôi nấu nướng cả buổi sáng cơ mà. Sau khi ăn cơm rửa xong, tôi chào hai bác ra về, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa nhà được mấy bước thì bác ấy mang bật lửa sau đốt giấy, động tác như đuổi vía đi ấy. Chả hiểu sao con gái nhà người ta qua chơi đến lúc về lại đốt vía, chẳng nhẽ vì tôi lùn, tôi không giàu bằng anh mà bác ghét tôi đến mức đó. Tôi cười khẩy rồi rút điện thoại nhắn tin chia tay với bạn trai rồi đi thẳng. Nhà tôi ở quê thật, nhưng bố mẹ luôn cho tôi điều kiện tốt nhất, chưa bao giờ tôi để tôi phải thiệt thòi bao giờ. Anh mang tiếng nhà giàu, lương cao nhưng đã bao giờ tôi ngửa tay xin tiền anh nhìn nào chưa? Ngược lại tôi mới là người thường xuyên mua quà tặng anh, còn hộ khẩu thành phố ư? Xin thưa tôi đã có hộ khẩu rồi, có nhà ở thành phố cách đây một năm rồi. Có lẽ anh chưa nói với mẹ anh nên bác mới không biết chuyện này. Tôi nghĩ 1-2 năm nữa cả hai tính chuyện kết hôn, nhưng thật may quá, lần này qua chơi mà tôi hiểu rõ lòng dạ anh và người nhà anh. Cứ sống với một người đàn ông nhu nhược như vậy cả đời, bị nhà chồng coi khinh thì mệt mỏi lắm. Bạn thân mến, qua hai tâm sự bên trên, mời bạn để lại ý kiến cá nhân ở một bình luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tâm sự tiếp theo.